Mọi người thì mình vô tình mình đi ngang đây thì ở đây là xã Mỹ Chánh hay Mỹ Hòa gì á mọi người, thì mình thấy cái đình màu hồng này lạ quá, mình quay cho mọi người cùng xem đây, nguyên cái chủ đạo là màu hồng hết luôn nha. Đây là phía bên trong của ngôi đình nha mọi người, cây cỏ tùm tập, có những cây me cổ thụ luôn. Bên đó hình như là một cái sân khấu á, đây có cái tấm bia khắc con lòng, ở bên kia là một con hổ, bên đó cũng có một cái ngôi miếu nữa. Đây là nguyên cái chủ thể của ngôi đình nha, thì cái đình này là màu hồng là chủ đạo. Ở đây thì đình đang được tu sửa lại nha mọi người. Thì nãy mình có vào bên trong mình xem là bên trong đó vẫn đang tu sửa chưa xong. Ở đây là con đường đang được xây nên. Bên đây cũng có một cái ngôi đình, chắc là mình nghĩ là đây là ngôi đình cũ, bên đó là ngôi đình mới. Đây là phía bên trong của ngôi đình nha. Tại vì ngôi đình này sơn tất cả là màu hồng, thì mình cảm thấy rất là đẹp luôn mọi người. Mình đã từng đi rất nhiều nơi thì mình chưa bao giờ mình thấy ngôi đình nào và ngôi chùa nào mà sơn màu hồng hết các bạn. Thì ở đây thì mình thấy là lần đầu tiên luôn. Cảm thấy ngôi đình này như thế nào?
nghĩa thì like và đăng ký kênh và chia sẻ clip này giúp mình. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.